Ok, chào mừng các bạn đã đến với phần chơi Minecraft Sinh tồn 1.14 của mình. Ở trong tầm ngày hôm nay thì mình sẽ bắt tay vào làm một cái máy farm bí ngô nha các bạn. Máy farm bí ngô thì mình cần có bích tông nè. Bích tông ở đây thì mình có 10 cái thôi. Mình cần có bích tông với lại hói heo giỏi đó các bạn. Rất là nhiều hói heo giỏi luôn ha. Để làm được hói heo giỏi thì mình có thạch anh nè. Redstone. Redstone mình còn có 11 cục redstone thôi. Để làm được bích tông thì mình cần có đá cuội redstone. Đá cuội bên đây mình có một tấc, hai tấc, ba tấc và bốn tấc, còn nữa không, có bốn tấc thôi. Mình cần có gỗ nữa, gỗ để làm cái bích tông đó các bạn. Và mình sẽ làm thử ra được bao nhiêu cái bích tông nha. Mình sẽ chuyển gỗ thành gỗ miếng hết đi. Bích tông đâu rồi, bích tông đây. Bích tông mình cần có sắt, sắt trong rừng này có luôn nè. Mình sẽ lấy sắt ra để làm coi được bao nhiêu cái bích tông nha. Với 11 cục redstone chắc là được 11. 11 quá ít bạn ơi, như vậy là quá ít ha. Mình cần cất hết đồ vô, mình cất hết đồ vô. Mình có quặng quặng redstone đó các bạn. Quặng redstone mình đặt bên này nè. Mình có hai stack với 49 quặng redstone luôn. Mình sẽ sử dụng cái cuốc gia tài này các bạn. Mình sẽ đào một tấc redstone ra thử coi. Ồ, buổi tối rồi, mình sẽ đào một tấc redstone ra coi được có bao nhiêu bột redstone nha các bạn. Mình sẽ đào hết cái một stack này ra luôn. Mình đi ra ngoài để mình đặt xuống nè. Mình đặt xuống, mình đào ra. Mình sẽ đặt hết xuống rồi mình đào ra, xong rồi mình sẽ quay trở lại nha các bạn. Ok, mình chuẩn bị đào xong rồi bạn ơi. Còn cuối cùng, ok, mình đào được đào 1, 2, nè, 3, nè, 4, 6, 6 tắc với 3 cục, 3 bột redstone ha. Mình cầm cây cuốc bên tay trái nè các bạn, cây cuốc mềm mại bên tay trái để cho nó lấy điểm kinh nghiệm, nó sửa chữa đó bạn. Nó hồi phục lại độ bền do cây cuốc mà mềm mại ha. Và với một tắc quặng redstone thì mình được 6 6 tấc bột redstone với lại 3 cục lẻ nữa nè. Rất là nhiều luôn. Nó nhân lên là gần như là hồi nãy là mình có một tấc nè, nó nhân lên là 6 lần, hơn 6 lần luôn, có 3 cục nữa nè. Coi như không tính 3 cục lẻ thì nó sẽ được là 6 lần ha. Bây giờ mình sẽ lấy đá cuội với lại gỗ khi nãy ra cộng với lại nè, đá cuội với gỗ với lại sắt. Mình sẽ làm bích tông đó các bạn, mình sẽ làm bích tông. Đây rồi. 31 cái nữa, 31 cái với lại hồi nãy đó mình có là đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đây rồi, 52 cái. Mình sẽ làm cái mắt heo dõi, cái hói heo dõi đi chứ để lát nữa sợ thiếu đó. Cần có thạch anh, lấy thạch anh ra. Mình sẽ làm hói heo dõi. Hói heo dõi 31 cái quất luôn. Như vậy là chắc là sắp tới mình sẽ thiếu đá cuội rồi bạn ơi. Bữa giờ toàn sử dụng cái cuốc mềm mại để đào slime á, cho nên là mình toàn là đá mềm mại, đá thường không, mà không chắc là lát nữa mình phải có một cuộc đi mai đó bạn, đi đào. Mình đang coi coi mình cần cái gì để mình đem theo lát cho nó không có bị quên đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi ra ngoài này. Mình có một cái cây nè các bạn, cây sồi sẩm á, nếu mà thiếu thì mình sẽ chặt nó ha. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên cái máy farm mía đó, máy farm kích thích đó các bạn, ở phía bên dưới này nè, để mà mình coi còn gỗ hay không. Gỗ mình bỏ dưới này nè, chưa có mang về nữa. Đây nè, ồ đây có một tắc luôn nè, đây nữa nè, ồ nhiều cũng ổn đó chứ. Đây có kính nữa nè, lấy luôn. Có que, que không biết có cần không nhưng mà cứ cầm theo. Có đất không, ồ mình có đất ở đây nè các bạn. Ồ cắt hai cục này vô lấy đất xuống đây. Đây nè có đất nữa nè, có đất, có sắt, có nước nè. Nước chắc là mình sẽ đổ ở đây để gom lại cho có thêm một slot nữa đó các bạn. Ok, mình sẽ lấy thêm đất nè. Đất làm gì mà cần thiết dữ vậy ta. Để mà mình san lấp ở bên chỗ cái máy farm mía của mình đó các bạn. Cái máy farm mía trong cái giai đoạn đầu á, máy farm mía mini á, mình đặt ở phía bên đây nè. Phải nhanh chóng đi vào phía bên bển. Ở đằng kia xa xa đó các bạn là cái máy farm sinh sản dân làng của mình. Nếu các bạn có theo dõi cái series Minecraft sinh tồn 1.14 này của mình thì chắc chắn là sẽ biết cái máy này ha. Cái máy này đang hoạt động rất là tốt luôn. Và cái khu ở bên kia là khu tập kết ở xa xa bên kia nữa, nó không có lót ra cho nên nhìn không thấy ha. Cái máy đó, cái máy farm sinh sản này nè, nó đưa cái những anh dân làng qua bên kia. Khu tập kết có rất là nhiều bên kia luôn, rất là nhiều anh dân làng. Sau này mình sẽ làm khu cái khu giao dịch ở bên đó ha. Còn ở bên đây là cái máy farm mía của mình này bạn. Chắc là mình phải dọn cái chỗ này ra cho nó trống đi, quên hết mớ cỏ này. Mình sẽ clear hết mớ cỏ này đi cho nó trống trải để mà chuẩn bị xây dựng ha. Mình chắc là mình sẽ làm một cái máy farm bí ngô á bạn, nó nằm ở đối diện với cái máy farm mía này. Cái máy farm mía này nè các bạn, mình dự tính là trong tập trước, những tập trước mình dự tính là mình sẽ nâng cấp nó lên, nhưng mà mình chưa có nâng cấp được. Lý do mình chưa nâng cấp được là mình không nâng cấp,
Là lý do là tại vì mình muốn là mình làm xong cái máy farm bí ngô rồi mình sẽ nâng cấp nó lên luôn, mình xây dựng cho nó giống, các bạn nó trùng với nhau ha. Chứ để bây giờ mình nâng cấp cái máy farm mía lên mà xây cái máy farm bí ngô nó không giống á thì nó hai cái nó khác nhau, nó sẽ chổi, nó không đẹp ha. Cho nên là mình giữ lại để sau này xây dựng luôn. Que mình cất vô đi, mình sẽ lấy đất ra để lắp cái hồ nước này nè các bạn, cái hồ nước ở phía sau này nè. Lắp hết lại nha, đó kéo hết lại. Chắc là không đủ đất rồi, thiếu đất rồi. Nếu mà thiếu đất thì mình sẽ đi lên cái ụ đất đằng kia mình clear, mình sẽ hốt đất. Đất thì trong gương mình nhiều lắm nhưng mà mình sẽ chạy về lấy nữa thì nó hơi cực. Sẵn ở đây mình quất luôn, bởi vì trước sau thì mình cũng dọn cái núi đó đi rồi bạn ơi. Ở đây hoa hoa cỏ nó rụng tùm lum nè, mình lượm ra hết luôn, không có bỏ sót thứ gì hết nha các bạn. Đó mình sẽ cất vô trong gương luôn để dành. Gỗ này thì cất bớt vô trong gương đi. Đá này cất vô luôn. Upper này redstone được cất vô đi. Mình sẽ dọn tiếp, dọn hết mớ cỏ này ra cái đã. Ok, sau khi mà mình dọn xong cái mớ cỏ là thì mình sẽ dọn luôn cái núi ngay chỗ này nha các bạn. Mình sẽ dọn cái núi này để lấy đất á, chủ yếu là lấy đất thôi. Để dọn bớt đi, để trước sau mình cũng phải dọn cái núi này thôi. Dọn nó ra, lìa thẳng luôn. Đào cắt thẳng ra luôn các bạn ơi, cắt thẳng ra luôn, lát nó có chỗ để mà mình xây dựng cái máy farm bí ngô của mình ha. Đào hết cái sáng này. Cái công hiệu suất 5 lắm các bạn, cho nên nó lia lia đất rất là đã tay luôn. Quơ thôi, đè chuột thôi, chỉ cần đè chuột đẩy đi rồi nó lia tới dưới luôn các bạn. Ở dưới này thì mình sẽ dưới này mình sẽ ốp lại nha, đó ốp lại. Còn đây thì lia lia hết luôn, đá thì lia luôn, lia đá luôn. Biết đá thì phải đào từ từ các bạn ơi, không có lia được. Ok, sau khi dọn dẹp xong thì mình đã có được một cái chỗ bằng phẳng rồi đó các bạn. Mình sẽ ốp lại cái chỗ nào mà bị lủng ha. Ở đây mình sẽ ốp lại luôn nè, sử dụng đất thường ốp đi, ốp đất cỏ thì để dành xây dựng cho nó đẹp. Ở đây ốp lại luôn, ốp phía trên này thì mình sẽ sử dụng đất cỏ cho nó đẹp nè. Đó ốp lại hết, ốp cho nó bằng phẳng đây là để chuẩn bị tính toán, kiểu tính toán để mà làm cái máy farm cho nó chính xác ha bạn, như ý mình. Hay sau này hỏi cần phải gì di dời nó đi cho nó cực, ốp xuống hết luôn rồi. Nó đã bằng phẳng rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tính toán nha. Ở đây á mình có nè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ở đây, 21 đây. Ở đây là nếu mà nhớ đây đó các bạn thì mình có khoảng không là 21 ở chính giữa ha. Vậy thì mình sẽ bắt tay từ mình sẽ cân ra. Mình sẽ cân từ chỗ của cái điểm này nè bạn, đi ra bên kia để bắt đầu xây dựng cái máy đối diện. Mình sẽ làm một cái máy farm bí ngô phía đối diện này ha. Đó ở đây nè, như này mình sẽ có giữa là 21, mình sẽ xây sâu vô bên trong là 21 ô luôn ha, được không? Chắc là phải xây 19 thôi, không có xây hết đâu. Xây hết 21 ô thì kinh khủng lắm, nghĩa là mình chừa cái khoảng hở là để đi ra đi vô đó các bạn. Mình ở đây thì mình sẽ sử dụng gỗ gì, cái chụp phải vô coi. Wow, ở đây mình sử dụng không phải là gỗ vân sam rồi bạn ơi, khó ha, nó khác màu nè. Cái loại gỗ kia thì nó hơi khó kiếm luôn á, gỗ cây vân sam nè. Thôi thì lỡ xây lúc trước lỡ cây một cái loại gỗ này có gì, gỗ con sồi sẫm màu bạn ơi. Lúc trước mình xây bằng gỗ sồi sẫm màu rồi, cho nên bây giờ là phải muốn mà xây cho giống thì phải heo thôi. Một là heo, hai là phải đổi. Mình sẽ đi ngủ cái. Lúc trước mình xây bằng gỗ vân sam cho nên là một bây giờ thì chỉ có cách là xây dựng theo nó thôi các bạn ơi. Mình phải đi farm thêm gỗ vân sam nè để mà làm ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi về nhà lấy thêm vật liệu cái. Mình sẽ cắt bớt cắt hết đồ vô đi. Mình sẽ đi về nhà coi có gỗ vân sam hay không, mình sẽ lấy theo, nhanh chóng chạy về nhà nha các bạn. Ok, khi mà mình quay trở về nhà để mình lấy gỗ các bạn, thì mình lấy được hai tắc gỗ, gần hai tắc gỗ vân sam nè các bạn, để mà lát nữa mình chuẩn bị xây dựng ha. Mình sẽ làm cái khung xương để định hình đó các bạn, tạm thời thôi. Sau này thì mình sẽ chắc là lát nữa mình phải đi đi mà tìm thêm gỗ vân sam các bạn, khai thác thêm gỗ vân sam ha. Quên đếm nữa, mình lo nói mình quên đếm nữa. Mình sẽ kéo ra, mình sẽ làm khung xương trước ở cái sàn ở bên dưới đó các bạn, như bên đó ha. Đây là 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 sẽ kéo lên trên. 19 là ở bên trong này là sẽ là 17 đó các bạn. Kéo là hai cây cột hai bên ha. Đó. Ở bên kia là thấy nó ngắn hơn rồi đó. Đó chính là lý do tại sao mình không nâng cấp cái máy phân mía lên đó các bạn. Mình sẽ nâng cấp cái máy phân mía này lên theo cái kích thước của cái máy phân bí ngô luôn cho nó dễ ha. Chứ mà nâng cấp cái máy phân mía lên trước đó thì nó chổi hàng, hai cái nó chổi nhau thì phải rất là khó xử ha. Bây giờ mình sẽ lấy bê tông với là đất. Ô đất này nè. Mình tưởng là mình quên lấy đất rồi chứ. Mình cần có nước hả? Nước thì chưa cần thiết đâu. Mình cần có đá này. Ở trong này mình sử dụng bằng gạch đá đó các bạn, cho nên mình sẽ sử dụng gạch đá luôn. Wow. Lấy xuống. Đưa ra luôn. Hai tắc gạch đá, mình có hai tắc gạch đá. Ô trong này còn đá nữa. Hopper lấy ra, kính lấy ra luôn đi các bạn. Redstone nữa nè. Mình có chắc là lát nữa phải đi lát nữa mình sẽ đi phải đi đã khai thác gỗ quăng sam, ê gỗ sẫm sồi sẫm màu nè các bạn, rồi đi khai thác thêm đá cuội, đi xuống hầm mỏ đó các bạn để đi đào bới sẵn tiện kiếm kim cương luôn ha. Phía bên này thì kéo ra đại đi đó. Mình sẽ tính toán xem bên kia là mình đặt ở đây là nước nè, thì ở trong này là đất đó, kéo đất ra luôn, kéo thẳng vào phía bên này. Đất này là để trồng đó các bạn, đất trồng ha. Kéo ra sao đi. Mình cần có là một cái block à, khác với cái máy farm mía nha các bạn. Cái máy farm bí ngô thì nó sẽ khác khác chút chút so với cái máy farm mía. Ở bên dưới này mình sẽ đặt ra luôn cho nó đầy luôn đi. Kéo một cái hàng gạch đá ra luôn. Đó. Mình sẽ ở đây, ví dụ ở đây mình có một cái cây đi. Một cái cây ở đây. Một cái cây ở đây thì mình cần có một cái hối theo dõi. À, bê tông ở đây nè, hối theo dõi. À, hối theo dõi phải đập ngược ngược với lại, nó theo dõi nó đập lên đây nè bạn. Đó. Cái hối theo dõi này các bạn, nó có công dụng là theo dõi cái cây mình sẽ trồng đây nè, cây bí ngô đó bạn, mình trồng đây. Khi mà cây bí ngô nó sẽ cho ra trái thì nó sẽ kích hoạt cái bê tông đẩy cái trái bí ngô xuống bên dưới ha. Đó, cho nên là mình sẽ làm xen kẽ. Cứ một cái bê tông thì lại là một cái hối theo dõi. Cứ đặt bê tông trước đi. Tại vì hối theo dõi mình phải đặt ngược ở phía sau đó các bạn, cho nên là nó đẹp. Nó đúng con số, nó lẻ, nó xây dễ ha. Đó, đó. Ok. Ở bên này thì nó hơi bị không đúng nè. Ở đằng kia là cái cuối cùng là cái bê tông, còn này cái cuối cùng là cái hối theo dõi. Cho nên mình sẽ mở ra thêm một ô nữa nha. Nâng thêm ra một ô nữa để đặt cái bê tông cho nó hai đầu nó giống nhau luôn. Ok, ở đây kéo ra. Ở đây phải có là cái cây chỉ lên. Đó, kéo ra. Ở bên dưới này là phải có cục đá này các bạn, đá. Ở phía đằng sau này để cho nó có tác dụng thì mình cần phải có một cái đường redstone đó các bạn. Và trước khi mình phải test thử trước cái redstone, đi vào đây, được không? Mình sẽ test thử nha. Nó không hề cập nhật. Nó không cập nhật. Lên một ô nữa được không? Lên một ô nữa test thử. Ok, như vậy là nó đã hoạt động. Có nghĩa là khi mà cái block đây nó có phát hiện ra cái gì đó lạ thì nó sẽ kích hoạt cái bê tông ha. Vậy thì mình cần có ở đây cứ xen kẽ là một cái đó. Ngay chỗ cái bê tông đó các bạn thì mình sẽ đặt lên một block ha. Nó cứ xen kẽ với nhau. Đó. Ok, như vậy là ok, bây giờ mình sẽ thử không đặt cái tone trên này nha. Thử coi nó có tín hiệu hay không. Không có tín hiệu. Như vậy chúng ta cần phải có một cái bột redstone ở phía bên trên này để hơi kích hoạt. Đó, nó kích hoạt ha. Ok, bây giờ mình sẽ nối liền lại với nhau luôn. Nối liền nó lại. Đó. Bây giờ thì test thử nha. Ok. Nó sẽ kích hoạt khi mà phát hiện ra trái bí ngô. Bây giờ thì mình sẽ đổ nước vô. Mình sẽ tính toán hệ thống đường nước và lắp nước vô nha các bạn. Mình cần có một cái cây cúp á, cái cuốc để mà cào đất lên đó các bạn. Đây nè, cây cuốc cào đất thì trong cái phần này. Wow, cuốc kim cương. Cuốc kim cương thì không cần đâu. Cái cuốc sắt thôi được rồi. Mình có nhiều sắt thôi, mình xài cuốc sắt thôi. Không cần thiết tới cái cuốc kim cương đâu các bạn ơi. Cuốc kim cương thấy nó không có ích gì ha. Nó tốn kém mà nó không có hiệu quả lắm ha. Ở đây mình sẽ tính đường nước sao cho nó hợp lý đó. Mình sẽ làm tạm thôi. Đường nước thì cắt 4 ô ha. Điểm vào 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 là ở đây. Ở đây mình cần có một cái ụ nước. Đó.
mình không sử dụng ở đây đâu, lát nữa mình sẽ đặt nước ở trên, tuốt trên bạn, nó chảy xuống ha. Tại vì cái máy này sẽ lên trên cao á, nhiều nhiều tầng á, mình sẽ tạm thời đặt nước ở đó thôi. Bây giờ mình sẽ cuốc đất, thử cuốc đất ngay chỗ cái máy theo dõi này các bạn. Đó, mình sẽ trồng một cái cây. Chết rồi, mình quên đem theo bí ngô rồi các bạn ơi. Hồi nãy bí ngô ở đây mình không có rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở về nhà lấy bí ngô nha các bạn. Ok, mình đã quay trở lại với 33 trái bí ngô. Trái bí ngô này có thể bỏ vào chế tạo để lấy được 4 hạt này các bạn. Nhưng mà để tiết kiệm mình sẽ sử dụng cây kéo. Cây kéo để mình đặt ra bên ngoài nè các bạn. Thử nha. Mình sẽ sử dụng đục nó. Đục nó ra mình sẽ có 4 hạt bí ngô và mình giữ được một cái mặt bí ngô hả các bạn. Cho nên là mình sẽ đặt nó hết ra ngoài để mà tận dụng nó các bạn. Tại vì bây giờ thì mình cũng có khá là ít bí ngô cho nên là cố gắng tận dụng cái phần bí ngô mặt gương mặt gì? Mặt quỷ ha. Mặt quỷ mình sẽ để làm đèn sau này hả các bạn. Để làm những cái đèn lồng á, đèn bí ngô á. Bây giờ mình sẽ đục lỗ để lấy hạt ra. Chủ yếu là mình lấy hạt thôi, sau này mình sẽ tận dụng nó làm những cây đèn bí ngô. Đó. Chứ mà bỏ vô chế tạo luôn á, bỏ vô phần chế tạo để chế tạo thành cái hạt các bạn thì nó mất luôn ha, nó không có được. Và đào cũng nhanh chứ, nó không có cho mình là cái mặt bí ngô đâu. Đó, như vậy là mình có được cái mặt bí ngô này, 33 mặt bí ngô vẫn giữ nguyên cho mình. Và mình có được 2 stack 4 hạt bí ngô. Mình sẽ cắt cái này vô để dành đi. Đó, giờ mình sẽ trồng. Mình sẽ trồng cái bí ngô xuống, tối nữa rồi, trời tối nhanh quá. Mình không có bột xương ở đây để mà kích thích cho nó mọc lên cho các bạn coi được rồi. Đã thấy là mình sẽ trồng xuống đó. Khi mình trồng xuống nó sẽ kích hoạt hệ thống redstone nha các bạn. Và khi mà nó lớn lên á, nó cho ra trái á, thì cái cây bí ngô này các bạn nó quẹo vào bên, có nghĩa là nó có sự thay đổi. Cái mặt của cái hối theo dõi này nó sẽ phát hiện ra sự theo dõi đó và nó sẽ kích hoạt cái bích tông ha các bạn. Đó, cơ chế hoạt động là đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ thì mình sẽ chắc là mình sẽ đi đào thêm đá này bạn. Đi xuống hầm mỏ mình đào đá để có thêm đá cuội làm bích tông cũng như là hối theo dõi. Và sẽ farm chặt gỗ các bạn. Mình chặt thêm gỗ gỗ sồi sẫm màu đó các bạn, để mà nâng cao cái máy này lên các bạn. Mình chắc là mình sẽ tăng đâu đó là khoảng 4 hoặc 5 tầng gì đó đi. Chơi một cái dự án lớn luôn nha các bạn. Ok, sau một hồi đi đập đá và chặt gỗ thì cuối cùng mình cũng có những thứ mình cần thiết nè các bạn. Mình có được hơn 2 stack bích tông nè, với lại gần 2 stack hối heo giỏi ha. Và gỗ này lát nữa mình sẽ sử dụng để mà làm cái khung đó các bạn, giống cho mấy phân mía ha. Gỗ nè, với lại đá này thì mình có rất là nhiều trong lúc mà đào slab á. Còn đá củi thì mình đã sử dụng làm bích tông với lại khối heo giỏi rồi, cho nên còn có khoảng hơn 2 stack thôi. Mình sẽ lấy thêm đá ra nè. Hopper thì chưa cần thiết đâu, redstone, một redstone. Mình sẽ chuyển này, đá này thành trở thành gạch đá để bắt tay vào xây dựng cái tầng thứ hai ha. Wow, giờ tối rồi, mình sẽ đi ngủ. Cái tầng thứ hai này là mình phải làm một cái phan phía bên trên này được không? Phía bên trên này là phải có một cái vàng ở dưới nè, đá ở dưới nè. Như vậy nhìn nó hẹp hẹp hết các bạn, nó hẹp hẹp hơn vô cái phần mía, thấy nó chật chội nó làm sao á. Như vậy chắc là mình phải lên thêm một tầng nữa. Ồ, đó, cái trái bí ngô ra đó bạn, nó mới vừa mọc đó bạn. Cái bích tông nó đập cái bụp cái liền, thấy không? Đó, như vậy là cái máy của mình hoạt động rất là ok ha. Còn ở đây á bạn thì mình sẽ lên thêm một ô nữa đi ha. Chứ mà để ở dưới á, sát dưới cũng được, nhưng mà nó hơi chật á, mình thấy nó hơi chật, nó ngợp. Đó, như vậy nhìn nó đẹp hơn nè ha, nó hóng hơn đó các bạn. Ok, như vậy mình sẽ làm gì ha. Cứ lên thêm một tầng nữa đi. Đó, kéo nó ra, kéo hết ra, kéo thẳng vào đây luôn nha các bạn. Còn ở đây thì mình sẽ kéo cái đá, gạch đá ra. Gạch đá này để tăng thêm một độ cao cho nó nè, che độ hở, che cái chỗ hở là đó các bạn. Đó, ok. Ở đây chắc là phải ấp lên luôn để có điểm tựa nè. Kéo lên thêm một cái lần nữa. Ở đây hơi bị tốn đá, cục đá luôn á, gạch đá đó các bạn. Gạch đá thì mình có rất là nhiều cho nên không phải lo. Ở dưới là bê tông nè, xen kẽ, wow, xen kẽ nhau nha các bạn, y như tầng ở dưới thôi ha. Rồi ở đây là mình cần phải có cái đứng ở phía sau nè các bạn thì mới được ha. Muốn đứng ở phía sau thì mình phải cần có cái đường ở phía sau này đó, đứng này đặt vô như vậy thì nó mới chịu á. Kéo một hàng trước đặt sau ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt những cái hối theo dõi vô. Phải đè xiếc nó ngầm xuống mới được, nó ngồi xuống các bạn thì nó mới chịu ha.
ở đằng sau mấy cái block theo dõi. Nhìn xuống dưới bên dưới đây. Ở đằng sau của cái bê tông đó các bạn, đặt thêm một block nữa ha, để mà dẫn đường redstone đó. Ok, bây giờ sẽ tới đường redstone. Đó. Kéo redstone lên luôn rồi. Thứ hai rồi các bạn. Bây giờ thì chỉ cần xây lên tầng thứ ba. Tầng thứ ba thì cũng tương tự như vậy thôi. Rồi ok. Sau hồi xây dựng thì mình cũng đã có được 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng và 4 tầng, 5 tầng. 5 tầng luôn bạn. 5 tầng để trồng bí ngô ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lắp hệ thống nước ở bên ở phía sau bạn. Tại vì muốn trồng được bí ngô phải có nước để mà cào đất ra đó bạn. Thì mình ở đây có nãy giờ mình trong lúc mình xây dựng thì có mấy cái bí ngô nó mọc lên nè, bị máy đập rớt rồi đó. Mình sẽ đem cất vô luôn. Ở phía bên kia nãy lúc trong lúc mình xây dựng mình có thấy một vài anh thổ dân tới tính kiếm mình hay gì đó. Còn chưa ngủ được bên đây. Bây giờ mình sẽ đi lấy nước thêm, mình đem nước vô đây để làm nước vô hạn ở đây cho nó gần ha. Ôi trời tối rồi đó, bắt đầu đi ngủ được rồi đó. Sau khi trời sáng mình sẽ đi lên trên. Ở phía sau này có mấy anh thổ dân này, biết có kiếm mình hay không. Ở đây thì mình sẽ đếm vô đây bạn. 1, 2, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Vậy là ô thứ 5 sẽ là ô nước. Ô nước lúc đầu mình đặt á bạn, đây nè. Ở bên đây mình cũng sẽ đếm ra luôn, 1, 2, 5 luôn. 1, 2, 3, 4, 5, là đây. Ở đây sẽ là một cái ô nước. Ô nước ở đây nè. Mình sẽ cho nó chảy từ trên chảy xuống ha. Bây giờ mình sẽ lên trên để canh nhắm xuống ngay phía dưới và mình sẽ đổ nước xuống ha. Khá là ngon luôn. Chỉ cần hai nước là ok cho cái máy này rồi. Thì đặt vào hang này đều leo lên nè. Đặt thêm lên. Bài hoài. Ở đây thì mình sẽ canh vô ngay ở nước ở dưới đó các bạn. Nước ở bên dưới nó nằm ở chỗ này nè. Đất mình đầm ngay chỗ này. Ok, bây giờ mình chỉ cần xây chỗ này ra thôi. Đó. Đảo giữa bỏ đi. Đổ. Lệch. Rồi, bên đây nha. Đặt bỏ đi. Ở đây nè, đây mới đúng nè. Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4. Đổ xuống dưới. Thấy ngay không? Ok, ngay rồi đó các bạn. Ở bên đây thì cũng tương tự như vậy luôn. Phải canh cho ngay nha. Nhà cái cuốc mình để bên. Ở đây đúng rồi nè. Mình sẽ lấy heo hộp hạt bí nè. Ồ có ra. Lấy heo bột xương. Xương này là trong lúc mà mình giao máy này nè các bạn, mấy con xương nó tới cứ kiếm mình giết mình. Giết. Ok, bây giờ mình sẽ trồng xuống luôn. Làm tới đâu trồng tới đó nha các bạn. Họ nó đập kìa. Trồng xuống nó đập bập luôn. Ở đây chắc là mình sẽ kéo đá lên đi. Kéo đá lên để đứng á. Đó, nhờ có hai block mà mình có thể đứng trong này được đó các bạn. Nếu như mà chỉ có một block thôi thì hơi khó đó. Bây giờ phải cào đất hết sức cẩn thận nè. Đứng ngay chỗ cái này cào nha. À, cào đất thì không sao đâu. Chỉ có cái công đoạn mà trồng xuống á, nó bắt đầu đập tùm lum hết á. Đó. Đứng ngay chỗ này trồng xuống nha, đứng ngoài đẩy nó đẩy đập. Nó đập cho một phát là bay xuống dưới luôn á. Ok. 9 ô. Ô, 9 ô như vậy hồi nãy là mình đếm 9 ô đúng không? 9 ô là có một ô ở giữa, cần phải có nước nữa. Bởi vì á, cái nước á bạn ở nó chỉ lan ra 8 ô thôi. Cái 4 ô thôi. Hai cái nước hai bên đó là nó sẽ cộng lại là 8. Mà ở đây là mình có một con số lẻ gọi là 9. Cho nên mình cần phải có một cái đường nước ngay giữa nữa. Thì block ở ngay giữa đó nó sẽ không bị khô ha. Ok, vậy mình sẽ cần có một cái xô nước nữa nè. Mình sẽ đi thẳng lên phía trên. Đi thẳng lên phía trên để mà lắp vô luôn cho nó đủ các bạn. Đó. Nó vẫn chưa rụng ra nhưng mà chắc chắn là lát nữa nó sẽ rụng thôi. Nó khô đó là nó rụng cây ra liền. Mình xém té nữa. Ở đây nè. Ngay giữa ha. Phải không? Đúng rồi. Xuống. Đổ nước xuống. Rồi. Rồi ok, cuối cùng mình đã trồng xong. Nghĩ đạp lên đó mà không sao hết. Mình sẽ test thử nha. Bây giờ đâu test được nữa. Đợi nó đi. Khi nào mà nó mọc cái trái bí ngô các bạn mới test được ha. Trái bí ngô bị đập xuống như vậy là ok rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi qua góc đối diện để mà kéo cái cột lên luôn. Mình cần kéo cái cột lên đây nè.
cái cộng lên để thành một cái hộp vuông đó các bạn, hộp vuông như giống mấy cái pha mía ha. Đây này, kéo lên rồi. Như vậy là mình sẽ còn cái công đoạn là ốp kính nữa. Cái máy pha mía ngon này thì nó cũng đơn giản ha các bạn, nó không có khó lắm. Với cái thiết kế của mình thì nó đơn giản lắm. Còn miếng ngô văng ra nữa nè, nhanh ghê không? Thiết kế của mình là không có sử dụng xà lan cho nên nó đơn giản hơn. Nó sử dụng xà lan nó phức tạp lắm các bạn ơi, mình phải cần rất nhiều thứ, tính toán nhiều thứ và cả hệ thống hẹn giờ nữa đó các bạn. Còn cái hệ thống này thì nó sẽ kích hoạt theo một cái chu kỳ, không phải chu kỳ mà kích hoạt theo cái kiểu chính xác khi mà có trái đi ngô xuất hiện thì nó sẽ kích hoạt ha. Giờ chuẩn bị tối rồi, mình sẽ tranh thủ lấy kính ra, cắt bớt những thứ không cần thiết vô nè. Thạch anh nè, thạch anh này là mình sắp hết luôn rồi, mình phải chuẩn bị. Sau này chắc mình phải đi xuống dưới địa ngục để chuẩn bị thêm thạch anh. Đi ngô nè, gỗ nè. Ô mình còn có ô block khói theo dõi khá là nhiều ha, cũng bê tông cũng còn nè. Bê tông cũng còn một tắc máy và block khói theo dõi cũng một tắc máy luôn. Sau này mình sẽ sử dụng để dành làm cái máy farm dưa hấu luôn các bạn. Máy farm dưa hấu thì chắc là thiết kế cũng giống như vậy thôi. Máy farm dưa hấu, cái cơ chế hoạt động của cái cây dưa hấu thì nó cũng y hệt như là cái cây bí ngô này nè, cho nên nó cũng đơn giản ha. Mấy cái bê tông đang được kích hoạt bởi nhỉ, bởi những cái cây bí ngô này bạn. Mỗi lần nó phát triển mỗi một giai đoạn á thì cái block khói theo dõi nó sẽ phát hiện ra sự thay đổi và nó kích hoạt đó. Rồi bí ngô mới bây giờ mới vô lụm hai trái, bây giờ thì nó lại xuất hiện thêm hai trái dưới nó kìa, nhanh thiệt chứ. Và bây giờ mình sẽ ốp hết cái dàn kính này rồi mình sẽ quay trở lại nha các bạn. Ok, sau khi mình ốp được cái mặt tiền rồi đó bạn, ốp kính hết luôn rồi. Nhìn nó như một tấm kính khổng lồ rồi đó. Bây giờ mình sẽ ốp kính hai kính bên hông luôn. Nhưng mà trước khi ốp kính hai bên hông thì mình sẽ làm cái hệ thống đường nước dưới và cái hệ thống thu hoạch ở bên dưới nha. Thu gom lại các bạn, thu gom những trái bí ngô lại ha. Mình sẽ wow, bên kia quá rất là nhiều anh thổ dân bên kia luôn á. Ở đây mình sẽ đổ một cái nước nè, bên kia bên hướng đối diện cũng sẽ là một cái nước, xem nó sẽ chảy vô tới đâu. Wow, ở đây mình còn hai ba block, ba block này chắc là mình sẽ đặt cái hopper đi các bạn. Ba block có thể là đặt đá, đặt băng nén xuống cũng được. Ôi mình chắc là sử dụng băng nén luôn đi, đẩy cho nó nhanh ha. Đặt băng nén và hopper. Giờ chắc chắn là phải có lương chứa nè. Tôi cuốc vô đi. Bên dưới này mình sẽ lấy lại nước đi, lấy lại nước để mà đào xuống nè, đào xuống thay đổi bằng băng nén. Ủi luôn, ủi ủi. Băng nén, băng nén này đi trên đó nó trơn 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 trượt các bạn, nó không có chính xác được ha. Ok, bây giờ sẽ đặt một cái nước bên đây và nước bên đây. Ở chính giữa là cái hopper thôi các bạn, ở đây đi ra ngoài ha, hopper sẽ nối ra ngoài. Ok, ở đây luôn. Mình không biết có cần hai cái hopper hai bên hay không, nhưng mà nếu mà không có hai cái hopper hay không thì cái cây này nè các bạn, nó rớt xuống đây, nó nằm đây luôn, nó không trôi. Còn bên kia thì nó có nước sức nước đẩy thì nó trượt qua luôn ha. Như vậy thì mình cần có thêm hai cái hopper hai bên nữa cho nó hợp lý. Đó, như vậy là chắc chắn là sẽ hút được hết. Rồi, giờ sẽ đi ra ngoài test thử nha. Dùng cái sêu cho coi. Đó, chạy nhanh vô được cái hopper đây nè các bạn. Bây giờ thì ở đây thì mình sẽ đào cái hopper này ra đi. Mình sẽ đặt cái rương chứa đây nè. Rương chứa này tạm thời thôi, sau này thì mình sẽ nâng cấp một cái kho chứa ở đây luôn. Rồi, như vậy là mình đã có được một cái hệ thống ổn định. Bây giờ mình chỉ cần có còn công việc là ốp hai bên hông nữa các bạn. Ốp hai bên hông nữa là xong rồi đó. Ở đằng sau thì tính sau đi, ở đằng sau thì từ từ trang trí sau thôi. Mình chỉ cần ở giai đoạn đầu mình chỉ cần có hai bên hông với mặt tiền là được rồi, ở đằng sau kệ đó. Ở đây chắc là mình phải chia nó ra nè các bạn, mình sẽ chia đôi nó ra đi ha. Ồ. Chia đôi nó ra cho nó che bớt cái phần đá ở trong các bạn. Rồi mình sẽ đặt cục này ra góc nhất. Ở đây thì mình sẽ ốp kính hai bên. Rồi ok, sau khi ốp xong hai, ôi sau khi ốp xong hai mặt kính hai bên thì cũng đã tạm ổn ha bạn. Ở trên thì mình sau này mình sẽ sử dụng lá cây các bạn để ốp cái nóc ha. Và ở sau lưng chắc cũng sử dụng lá cây để cho đỡ tốn kém.
cây thì rẻ tiền hơn ha, giờ nó xanh xanh đẹp hơn, chứ toàn là đá với lại gỗ đen thui thì không thì nó cũng xấu ha. Như vậy là nó đạt hoạt động rất là ok luôn rồi đó. Mình chưa có bí ngô nào đâu, để gì nó chưa cái cây bí ngô mình các bạn, nó chưa có lớn lên ha. Khi nó lớn là nó sẽ cho ra trái và trái nó sẽ được cái bít tông kết quẹt và đập xuống ha bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy hết cái series Minecraft sinh tồn 1.14 này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký cũng như comment bên dưới góp ý nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.